không có em bờ đá công viên âm thầm, chiều mưa không có em sông mắc mây không buồn trôi, gọi mùa thu lãng quên vào tiếng mưa rơi êm đềm, trời còn mưa ướt thêm cho dài ngày tháng không tên, chiều mưa không có em đường phố quên chưa lên đèn, chiều mưa không có em biết lấy ai chưa hơn tôi, trời mùa thu lắm mây còn bước em đi quên về, vòng tay ôm lẻ loi cho mình còn mãi thương nhau, chậm lặng người đi qua trên đường phố rét mướt dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu. Từ em vắng xa ngày tháng bơ vơ quê mình, mùa thu mưa vẫn rơi không bước chân em tìm đến, chuyện ngày xưa biết sao mọi cánh chim bay phương nào, còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng yêu em. Dạ, em xin kính chào anh em. Thì kênh em đang test âm thanh anh em nghe. Đây là kênh YouTube mới và chính thức của em, có tên là Khoa Audio L.A. Do kênh YouTube cũ của em đã bị hack rồi. Kênh YouTube cũ của em có tên là Khoa Audio 0902626262. Dạ, thì người ta đã hack và lấy kênh đó và đã hiện giờ tìm không thấy nữa. Dạ, thì em có lập cái kênh mới này.
Thì khi mình tạo kênh á, thì có cái lượt đăng ký nhiều thì mình mới được đăng được nhiều clip lên hơn. Thì em cũng mong anh em ủng hộ và đăng ký để được nhiều lượt đăng ký để em có cơ hội để đăng nhiều clip và chia sẻ phối ghép để anh em nghe tham khảo ha. Dạ. Thì hôm nay em có khui được một cặp loa đầu bảng của hãng JBL, đó là JBL Everest DD67000. Cặp loa này rất là lớn ha, nó nặng tới 140 kg lận á. Dạ. Đây là hàng new nhập khẩu chính hãng nguyên thùng luôn á. Và em phối ghép chung với bộ cũng là đầu bảng của hãng Maxintoc, đó là rì C1001, gồm có hai thớt ha. Và bộ bao đó là Maxintoc MC1.25 KW 1200W đó. Một cục, một kênh đó. Dạ. Nguồn phát em sử dụng đó là bộ cơ và DA của Acophay. Dạ. Dạ em xin test một số bài để anh em nghe tham khảo à. Thì lâu lâu mình cũng mới về được một thức số thiết bị một lượt á, để em phối ghép. Dạ. Em cũng xin cảm ơn anh em đã xem và đăng ký ủng hộ kênh của em trong thời gian qua. Dạ, em xin chúc anh em thật nhiều sức khỏe và bình an. Dạ, em dành test một số bài anh em nghe ha.